Theo Thông tấn xã Việt Nam, Đài RT, Nga vừa đăng tải bài bình luận về thông báo thay đổi học thuyết hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ tác giả Dmitry Suslov, thành viên Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, Phó Giám đốc Kinh tế Thế giới và Chính trị Quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp Moscow và chuyên gia của câu lạc bộ Vandai. Theo ông Suslov, việc cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga chắc chắn không phải là một bước đi tự phát. Lẽ ra việc này đã phải diễn ra từ lâu và có liên quan đến thực tế là mức độ răn đe hạt nhân hiện tại đã được chứng minh là không đủ, đặc biệt là khi nó không ngăn được phương Tây tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại nước Nga. Ông Suslov cho rằng, việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí nguyên tử và mở rộng số lượng các tình huống mà Moscow cho phép thực hiện hành động này lẽ ra phải được đưa ra từ lâu. Cách diễn đạt ở phiên bản trước của học thuyết, trong đó nêu rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột phi hạt nhân chỉ có thể xảy ra trong trường hợp đe dọa đến sự tồn tại của Nga với tư cách là một quốc gia, này không còn phù hợp với thực tế toàn cầu. Bây giờ ngưỡng này đã được hạ thấp và việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột phi hạt nhân là có thể xảy ra trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia. Như vậy, ranh giới đỏ hiện nay không phải là sự tồn vong của nhà nước Nga, mà là các mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của quốc gia. Đó là lý do tại sao việc sử dụng vũ khí hạt nhân hiện được phép chống lại cả một quốc gia phi hạt nhân có hành động xâm lược và các quốc gia hạt nhân ủng hộ quốc gia đó. Theo ông Suslov, đây là phản ứng trước cuộc chiến tranh ủy nhiệm đang diễn ra chống lại Nga và đang ngày càng trở nên dữ dội hơn. Về thông báo công khai của Tổng thống Putin về thay đổi học thuyết hạt nhân, ông Suslov cho rằng điều này liên quan đến cuộc thảo luận của phương Tây về việc sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Moscow thực sự tin rằng một bước đi như vậy đồng nghĩa là chuyển sang chiến tranh trực tiếp. Và để truyền tải thông điệp này, Tổng thống đã quyết định công bố một số thay đổi và biểu hiện cụ thể về việc hạ ngưỡng hạt nhân ngay lúc này, để cho phương Tây thấy rằng rủi ro đối với hành động của họ đang gia tăng. Và họ cần hiểu rằng việc tham gia vào một cuộc chiến tranh trực tiếp chống lại nước Nga sẽ tồi tệ hơn nhiều đối với họ sau thất bại của Ukraine trên chiến trường. Đối với phản ứng của các bên không liên quan đến cuộc xung đột của Nga với phương Tây, ông Suslov đánh giá rằng Trung Quốc, mặc dù có lập trường công khai về việc không được phép sử dụng vũ khí hạt nhân, nhu cầu phi hạt nhân hóa và gần như cấm bom nguyên tử, nhưng họ hiểu được tình hình mà Nga đang gặp phải. Bắc Kinh cũng hiểu được nhu cầu tăng cường răn đe, mặc dù nước này tuyên bố học thuyết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Điều này có nghĩa là Nga phải tăng cường về mặt chất lượng quan hệ với các quốc gia thân thiện về chính sách hạt nhân và thuyết phục các đối tác rằng việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân là nhằm mục đích loại bỏ việc sử dụng chúng hoặc ít nhất là giảm nguy cơ xảy ra bước đi như vậy. Ông Suslov cho rằng, phần lớn các quốc gia, phần lớn thế giới sẽ hiểu điều này. Vị chuyên gia Nga cũng bình luận rằng, những lời kêu gọi gần đây của Washington về việc nối lại đàm phán về hiệp ước START chính xác là để giúp họ dễ dàng tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga, và thậm chí là để giúp người Mỹ dễ dàng tham gia vào một cuộc chiến tranh trực tiếp chống lại Nga. Washington muốn loại bỏ vấn đề này khỏi bức tranh, và giả vờ rằng không có mối liên hệ nào giữa vũ khí nguyên tử và cuộc chiến ủy nhiệm mà họ đang tiến hành. Để đạt được mục đích này, họ muốn kéo Nga vào các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân. Theo ông, đó là lý do tại sao Nga hiện đang từ chối các cuộc đàm phán này. Bởi vì trước tiên, Mỹ phải ngừng tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho Moscow. Chỉ khi đó, Nga mới có thể quay lại đối thoại về sự ổn định chiến lược. Điều này hoàn toàn đúng, bởi vì mối liên hệ giữa vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân luôn tồn tại. Kể từ lần đầu tiên Washington sử dụng bom nguyên tử vào năm 1945, mục đích của công cụ này là đảm bảo ưu thế trong chiến tranh thông thường và sau đó là chiến tranh hạt nhân. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bởi bất kỳ quốc gia nào, và mọi cuộc tấn công thông thường vào Liên bang Nga được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân sẽ được coi là một cuộc tấn công chung. Phát biểu khai mạc cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 25 tháng 9 với sự tham gia của các quan chức cấp cao, Tổng thống Putin cho biết trong chương trình nghị sự có một vấn đề liên quan đến việc cập nhật nền tảng của chính sách quốc gia trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Theo ông Putin, cùng với học thuyết quân sự, đây là tài liệu chính thức định nghĩa và chi tiết hóa chiến lược hạt nhân của Liên bang Nga. Trước hết, nó xác định nguyên tắc cơ bản về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cụ thể là việc sử dụng lực lượng hạt nhân là biện pháp cực đoan để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Ông Putin cho rằng tình hình quân sự, chính trị hiện tại đang thay đổi một cách nhanh chóng và phải lưu ý đến điều này, bao gồm cả sự xuất hiện của các mối đe dọa quân sự và rủi ro mới đối với Liên bang Nga cũng như đối với các đồng minh của Moscow.
nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết thêm phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân, có đề xuất rằng bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Moscow từ một quốc gia không có vũ khí hạt nhân, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân, sẽ được coi là một cuộc tấn công chung nhằm vào Liên bang Nga. Ông Putin nhấn mạnh, các điều kiện để Liên bang Nga chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân cũng được xác định rõ ràng. Chúng tôi sẽ xem xét khả năng này ngay khi nhận được thông tin đáng tin cậy về một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các phương tiện tấn công hàng không vũ trụ và sự xâm nhập qua biên giới đất nước của chúng tôi, bao gồm của các máy bay chiến lược hoặc chiến thuật, tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái, tên lửa siêu thanh và các loại phương tiện hàng không khác. Bên cạnh đó, ông Putin cũng cho biết Liên bang Nga bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc Belarus bị tấn công, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí thông thường. Ông Putin nói, chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra hành động xâm lược chống lại Liên bang Nga và Belarus, với tư cách là thành viên của nhà nước liên minh. Tất cả những vấn đề này đã được thỏa thuận với phía Belarus và Tổng thống Belarus. Điều này bao gồm cả các trường hợp kẻ thù sử dụng vũ khí thông thường nhưng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của chúng tôi. Tổng thống Putin nói rằng các điều chỉnh đề cập ở trên đã được cân nhắc kỹ lưỡng và phù hợp với các mối đe dọa quân sự hiện đại mà Liên bang Nga đang phải đối mặt. Theo hãng tin Reuters của Anh, cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine đã dẫn đến sự đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Liên bang Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, được xem là thời điểm mà hai siêu cường trong chiến tranh lạnh gần nhất với chiến tranh hạt nhân có chủ đích. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh của Kiev cho phép Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây, bao gồm tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa ATACMS của Mỹ và Storm Shadows của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga nhằm hạn chế khả năng tấn công của Moscow. Theo thông tấn xã Việt Nam, sau khi Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi các nước EU dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây với Ukraine, Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cảnh báo tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat của Nga chỉ mất hơn 3 phút để đến Strasbourg, nơi Nghị viện châu Âu họp. Hãng tin Reuters của Anh cho biết hôm ngày 19 tháng 9, một đồng minh thân cận của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các chính phủ phương Tây rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu họ bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Cảnh báo nêu trên là của ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, Hạ viện, Nga, đồng thời là thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga, được đưa ra sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu EU chấp thuận cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Ông Volodin viết trên Telegram, những gì Nghị viện châu Âu kêu gọi sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân. Thông điệp của ông Volodin có tiêu đề dành cho những ai không hiểu ngay từ lần đầu. Theo Reuters, đây là một ám chỉ rõ ràng đến lời cảnh báo của ông Putin vào tuần trước rằng phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Liên bang Nga nếu để Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào lãnh thổ nước này. Reuters cho biết thêm xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, thời điểm hai siêu cường thời chiến tranh lạnh là Liên Xô cũ và Mỹ tiến gần nhất đến chiến tranh hạt nhân có chủ đích. Ngày 17 tháng 9, Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, sắp mãn nhiệm, ông Jens Stoltenberg đã nói với tờ The Times rằng nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã tuyên bố nhiều lần ranh đỏ trước đó nhưng không leo thang xung đột với phương Tây khi chúng bị vượt qua. Tổng thư ký NATO nói, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từng tuyên bố nhiều lần ranh đỏ trước đây nhưng ông ấy vẫn chưa leo thang, vì nhận ra điều này cũng liên quan trực tiếp đến các đồng minh NATO trong cuộc xung đột. Tổng thư ký NATO nói thêm, ông ấy chưa từng leo thang, vì ông ấy nhận ra rằng NATO là liên minh quân sự mạnh nhất thế giới. Họ cũng nhận ra rằng vũ khí hạt nhân, chiến tranh hạt nhân, không thể giành chiến thắng và không nên thực hiện. Và chúng tôi đã nói rõ điều đó với ông ấy nhiều lần. Sau đó vào hôm ngày 18 tháng 9, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của lãnh đạo NATO về khả năng Ukraine tập kích tầm xa vào lãnh thổ Liên bang Nga. Khi đề cập đến tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên hôm ngày 18 tháng 9 rằng việc không tôn trọng những tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga là một động thái hoàn toàn thiển cận và thiếu chuyên nghiệp. Trong một nghị quyết không ràng buộc được thông qua vào ngày 19 tháng 9, Nghị viện châu Âu đã yêu cầu các nước EU ngay lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các hệ thống vũ khí của phương Tây,
được chuyển giao cho Ukraine chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Liên bang Nga. Ông Volodin viết, nếu điều gì đó như thế này xảy ra, Nga sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn bằng cách sử dụng vũ khí mạnh hơn. Không ai nên ảo tưởng về điều này. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết đối với Moscow, có vẻ như phương Tây đã quên mất những hy sinh to lớn mà Liên Xô đã phải chịu trong Thế chiến thứ hai. Theo ông Volodin, người châu Âu nên biết rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sa-mát của Liên bang Nga mà phương Tây gọi là Sa-tăng-2 chỉ mất 3 phút 20 giây để tấn công Strasbourg, nơi nghị viện châu Âu họp. Theo thông tấn xã Việt Nam, theo tờ Izvestia của Nga ngày 17 tháng 9, trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, Ukraine đã nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên, những nỗ lực này không đạt được kết quả như mong muốn. Theo đó, các cuộc đàm phán về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Mỹ Latin, vốn do Argentina khởi xướng, đã lắng xuống. Điều này phản ánh sự khó khăn của Kiev trong việc quyến rũ các quốc gia Mỹ Latin vào vòng ảnh hưởng của mình. Cuộc xung đột Ukraine-Nga không phải là ưu tiên của hầu hết các quốc gia trong khu vực Mỹ Latin. Đại sứ Nga tại Buenos Aires, ông Dmitry Fyodorov, trong cuộc phỏng vấn với Izvestia, đã khẳng định rằng cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe không có sự thống nhất về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Fyodorov cho rằng các nước trong khu vực này đang đối mặt với những thách thức riêng, từ kinh tế đến xã hội, và do đó không có đủ nguồn lực để tập trung vào các vấn đề quốc tế như cuộc chiến ở Ukraine. Đại sứ Fyodorov nhấn mạnh giải quyết những vấn đề nội bộ đòi hỏi sự tập trung nỗ lực và nguồn lực của các quốc gia này. Vì thế, việc can dự vào cuộc xung đột Ukraine không phải là điều mà họ ưu tiên. Điều này lý giải vì sao các cuộc đàm phán về một hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và Mỹ Latin đã không đạt được tiến triển. Một số quốc gia, đặc biệt là Brazil, đã thể hiện sự quan tâm đến việc đưa ra các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng họ vẫn chưa thực sự đẩy mạnh các hành động cụ thể để ủng hộ Kiev. Sự thiếu nhiệt tình từ các quốc gia chủ chốt như Argentina và Brazil càng làm giảm cơ hội của Ukraine trong việc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khu vực này. Dù chính quyền Argentina dưới thời Tổng thống Javier Milei có lập trường thân phương Tây rõ ràng, Nga và Argentina vẫn duy trì mối quan hệ đối thoại tích cực. Ông Milei, được biết đến với quan điểm chỉ trích Nga và ủng hộ mạnh mẽ phương Tây, lên nắm quyền với cam kết thắt chặt quan hệ với các nước phương Tây. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự tiếp tục của quan hệ thương mại giữa Argentina và Nga. Đại sứ Fyodorov đã chỉ ra rằng quan hệ thương mại song phương vẫn được duy trì, dù phải đối mặt với xu hướng tiêu cực trong những năm gần đây. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã giảm 1/3 so với năm trước và đã giảm gần một nửa kể từ năm 2021. Điều này cho thấy, dù có sự thay đổi chính sách đối ngoại, lợi ích kinh tế vẫn là một yếu tố quan trọng giữ cho mối quan hệ giữa hai nước tồn tại. Nga cũng vẫn duy trì các cơ chế hợp tác với Argentina thông qua Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Argentina về Hợp tác Thương mại Kinh tế và Khoa học Kỹ thuật. Ủy ban này giúp hai nước tiếp tục quan hệ trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, năng lượng, giáo dục và công nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Fyodorov, phía Argentina đã tỏ ra ít quan tâm đến việc tổ chức thêm các phiên họp mới của ủy ban, mặc dù có những lời nhắc nhở từ phía Nga. Mặc dù vậy, việc Ukraine không thành công trong thu hút sự ủng hộ từ khu vực Mỹ Latin phản ánh một thực tế rằng các nước trong khu vực này không muốn bị kéo vào cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow. Mỹ Latin từ lâu đã duy trì lập trường trung lập, ưu tiên giải quyết các vấn đề nội bộ hơn là tham gia vào các xung đột quốc tế. Điều này không chỉ thể hiện qua sự im lặng của cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe mà còn qua những động thái cụ thể của các quốc gia chủ chốt như Argentina và Brazil. Ngoài ra, Ukraine cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Nga, một quốc gia đã có mối quan hệ lịch sử và kinh tế vững chắc với nhiều quốc gia Mỹ Latin. Dù Kiev đã nỗ lực để thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với khu vực này, họ vẫn chưa thể đạt được kết quả như mong đợi. Nga, thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, đã giữ vững được vị thế của mình trong khu vực.